Chính quyền Obama đã có một chính sách mới mà họ gọi là xoay chiều, hay là cân bằng lại các lực lượng quân sự, chuyển trọng tâm từ Trung Đông, có thể là cả từ châu Âu sang châu Á, và điểm đến chính của Hoa Kỳ có thể là Đông Nam Á, chứ không phải là Đông Bắc Á. Thực chất thì điều này có nghĩa là sự hiện diện của Hoa Kỳ về quân sự tại Đông Nam Á sẽ tăng lên, và sẽ có nhiều tàu chiến của Hải quân Mỹ tới đây, và họ cũng tăng cường sự hỗ trợ về năng lực quân sự cho các nước Đông Nam Á như Philippines. Hoa Kỳ cũng gửi các tàu chiến thân cạn tới Singapore và một đơn vị thủy quân lục chiến sang Úc. Vì sao theo ông các nước này lại quan tâm đến vùng Biển Đông? Cả Singapore và Úc đều là những đối tác trọng yếu của Hoa Kỳ. Úc là đồng minh có hiệp ước quân sự với Hoa Kỳ. Singapore không phải là đồng minh ở mức có hiệp ước, thế nhưng là một đối tác chiến lược gần gũi. Ngoài ra thì Singapore luôn có quyền lợi đặt vào nguyên tắc tự do hàng hải và sự ổn định tại Biển Đông, vì họ là quốc gia thương mại. Singapore phụ thuộc nhiều vào nhu cầu đảm bảo tuyến hải hành qua Biển Đông được an toàn. Hoa Kỳ sẽ triển khai tới 4 tàu chiến thân cạn tới Singapore. Chiếc đầu thì sẽ đóng ở đó trong 10 tháng của năm 2013. Đây là một phần của chiến lược trấn an các đồng minh của Mỹ tại châu Á, rằng Hoa Kỳ sẽ luôn có mặt để duy trì ổn định trong vùng. Tại Úc thì đây không phải là một đơn vị đông đảo. Ban đầu chỉ có 250 quân, sau đó đến năm 2016 thì sẽ có chừng 2.500 thủy quân lục chiến. Mục đích là để thủy quân lục chiến Mỹ luân chuyển qua vùng Đông Nam Á thường xuyên và tham gia vào các đợt tập luyện chung. Việt Nam, nước từng cùng đứng về phe với Trung Quốc trong thời chiến tranh lạnh, thì nay đang tăng cường quân vị. Vậy ông đánh giá thế nào về năng lực quốc phòng của Việt Nam để chống chọi lại với Trung Quốc? Well, of course, no Southeast Asian country can match China militarily. China now has the world's second largest. Tất nhiên là không có một nước Đông Nam Á nào có thể ngang vai với Trung Quốc về quân sự. Trung Quốc này có ngân sách quốc phòng lớn thứ nhì thế giới và đang trên đường để trở thành cường quốc quân sự chủ đạo ở châu Á. Việt Nam về phía mình thì đang xây dựng hải quân và họ chỉ muốn quân đội của họ đóng được vai trò ngăn ngừa Trung Quốc. Trên thực tế thì họ đang bắt chước chiến lược của Trung Quốc ở eo biển Đài Loan. Tức là quân Trung Quốc chỉ muốn kìm chân không cho Hoa Kỳ can thiệp vào một cuộc xung đột ở Đài Loan. Vì vậy, mục tiêu của Việt Nam là gây thiệt hại nào đó cho quân đội Trung Quốc, chứ tất nhiên là không thể đánh bại đối phương được. Thế nhưng Việt Nam chắc chắn có thể khiến Bắc Kinh phải nghĩ lại trước khi Trung Quốc ra tay tấn công. Các nước châu Á vốn có trí nhớ lịch sử lâu dài và họ thường nêu lịch sử để bảo vệ chủ quyền trên các hòn đảo ở Biển Đông. Vậy ông đánh giá thế nào về điều này trong khuôn khổ của luật quốc tế? Cả Việt Nam và Trung Quốc đều dùng lịch sử để lập luận về chủ quyền với các hòn đảo mà họ nói là của mình. Theo luật quốc tế thì một quốc gia cần đưa ra cả ba loại bằng chứng, đó là phát kiến địa lý, sự chiếm đóng và quá trình quản trị liên tục và có hiệu quả. Trong các vụ xử gần đây mà tòa án quốc tế ra phán quyết, thì các nước đã thắng kiện đều là những nước chứng minh được sự quản trị hiệu quả và liên tục của họ. Vì thế, khi Trung Quốc nói là họ là chủ sở hữu các đảo trên Biển Đông từ thế kỷ thứ hai trước công lịch, thì điều đó gần như không có sức nặng gì về luật quốc tế cả. Các lều trại hay là vài ba chiếc bình cổ được nói là từ thế kỷ thứ hai trước công nguyên thực sự chẳng chứng minh được gì cả.